Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với buổi phát sóng truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả nổi tiếng Trường Lê, một bộ truyện mà quý vị rất rất mong chờ trong đầu năm vừa qua. Đó là bộ truyện Dì Ghẻ, hay còn có cái tên thứ hai đó là Lửa Đen. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 4 về Hồng Nhung ở trên kênh Chị Dậu. Sau khi xem xong thì quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất vào buổi phát sóng ngày mai, đó là tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Thắp hương xong, Tuấn móc túi và lấy ra một cọc tiền vẫn còn dính máu. Khẽ đặt lên cái bàn tre, Tuấn nói: "Em cầm tiền này thuốc thang rồi mua gì đó tẩm bổ cho bác. Cả em nữa, cũng phải ăn vào. Nhìn mày gầy lắm." Cái Đào đưa bàn tay run run ra nhận lấy tiền rồi khẽ hỏi: "Sao nhiều vậy anh? Mà tiền này còn dính máu nữa." "Đừng lo, tiền này không phải là do anh đi ăn cướp đâu. Là tiền anh được trả công thôi. Dính máu là do lúc nãy anh đánh nhau, để tiền trong túi quần. Máu nó thấm vào mà." Dù những vết thương trên người Tuấn mà cái Đào cũng phải dùng mình. Có những vết thương vẫn còn đang chảy máu. Trong khi cái Đào đang băng bó thì Tuấn hỏi: "Chắc có lẽ bác với mày giận anh lắm à?" "Ờ, không ạ." "Không phải đâu ạ. Em chưa bao giờ dám nghĩ như thế." Tuấn nói: "Vì anh mà Hiếu mới phải chết. Nếu như anh không gọi nó tới thì nó bây giờ vẫn đang ở nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, nhớ đến khoảnh khắc trước khi nó chết, anh lại thấy dường như nó đang trách móc anh." Đào dừng tay lại và cô nói: "Anh Hiếu lớn hơn anh 1 tuổi, nhưng với anh ấy, anh luôn là một người anh, một người bạn, và là ân nhân nữa. Em không biết chuyện các anh làm ở trên đó là gì, nhưng mỗi lần về nhà, suốt cả bữa cơm, anh ấy chỉ kể về anh bằng một ánh mắt tự hào. Làm sao mà anh ấy lại trách anh được? Chỉ tiếc là anh ấy đoản mệnh." Vừa nói Đào lại vừa khóc. Tuấn nắm chặt hai bàn tay lại. Từ xưa đến nay, một kẻ cao ngạo, luôn tự tin vào bản thân như Tuấn, lúc nào cũng muốn mình phải là một người bảo vệ khác. Vậy mà Tuấn lần đó lại được người khác cứu. Và rồi vì cứu Tuấn mà người đó phải chết. Điều ấy khiến cho Tuấn giận mặt. Tuấn lao vào rượu chè bê tha. Nhưng bên cạnh đó, mỗi khi kiếm được chút tiền từ cương sáu ngón, Tuấn lại gửi hết về cho cái Đào, là em gái của Hiếu. Nhưng mà đó là trước kia. Sau này bản thân Tuấn còn chẳng có tiền, còn phải lang thang ăn chịu uống nợ những nơi quen biết. Số tiền Tuấn đưa cho Đào ban nãy là tiền mà trước khi cướp xong, cương sáu ngón cho Tuấn bao bọn đàn em tí trà thuốc, cũng coi như hắn quẳng cho Tuấn khúc xương khi lao vào chỗ nguy hiểm. Băng bó xong cho Tuấn, bỗng dưng Đào nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn từ phía sau, áp mặt vào những vết thương. Đào khẽ nói: "Anh Tuấn, anh đừng đi nữa có được không? Em đã nghe chuyện bố mẹ anh không muốn nhận anh nữa. Nếu anh không chê, hãy về đây sống với em và mẹ. Đừng đánh nhau nữa, đừng để bị thương. Trên người anh đã có quá nhiều sẹo rồi." Tuấn đứng dậy. Tuấn gỡ tay Đào ra rồi lạnh lùng đáp: "Dù cho em và bác có không trách anh, nhưng bản thân anh không thể tự tha thứ cho mình. Ngoài chuyện gia đình không muốn nhìn thấy anh ra, thì còn có một số lý do khiến anh không thể về đây. Đó chính là em và bác. Mỗi lần nhìn thấy hai người, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Hơn nữa, mày là em của Hiếu, cũng như em gái của anh. Anh không thể làm như thế được. Mày còn trẻ, còn xinh đẹp, sẽ có người khác tốt hơn anh đến với mày." "Giờ anh đói quá, nhà còn gì ăn không? Ăn xong anh sẽ đi ngay." Đào lau nước mắt và cô gái nói: "Dạ vâng, em biết rồi. Anh ngồi đây, em xuống bếp chuẩn bị cơm cho anh." Nói rồi Đào bước vội ra ngoài. Cô cố gắng che miệng lại để không khóc ra thành tiếng. Trong lúc Đào đang ở dưới bếp thì Tuấn đi vòng ra cái giếng sau nhà, nhìn ngó xung quanh không có ai. Tuấn lấy con dao bầu dắt vào hông rồi phủ áo che kín lại. Không một lời từ biệt, Tuấn rời khỏi nhà Đào
và quay trở lại ngay cái nơi mà mình cần đến. Đó là nhà của Cương Sau Ngón. 9 giờ sáng, Tuấn có mặt ở trước cửa nhà Cương. Sau khi thông báo về việc cướp xong, người của Cương đưa Tuấn vào bên trong. Ngồi trên cái sập gỗ đang hút thuốc lào, lúc bấy giờ chính là Cương Sáu Ngón. Thấy Tuấn đi vào, Cương hạ điếu rồi nhả khói. Cương cười: "Chú mày làm tốt lắm. Sáng sớm nay đại ca đã nghe được tin rồi. Quả đúng không hổ danh là Tuấn điên. Chắc thằng Thanh Cáo phải sờ vỡ cả mặt. Đại ca có biết chủ sòng đó là thằng Lân Cá không?" Cương Sáu Ngón khẽ khửng lại. Cương hỏi: "Sao lại là Lân Cá? Thằng đó nó bỏ đi lâu lắm rồi cơ mà." "Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ nó đã quay về. Nó chính là người quản lý cái sòng đấy. Hay nói cách khác ấy, nó và Thanh Cáo làm ăn với nhau. Và đêm qua nó đã nói với tôi tất cả." Khi Tuấn vừa cúi xuống định rút con dao bầu buộc ở bắp chân ra, thì Cương đập mạnh tay xuống bàn. Ngay sau cái tiếng đập đấy, từ bên trong gian nhà của Cương, đám đàn em ùa ra vây kín lấy Cương. Đồng thời chúng cũng lập tức bảo vệ lấy Tuấn. Trong khi Tuấn còn chưa hiểu tại sao Cương lại biết mình đến đây với ý đồ xấu, thì Cương tiếp tục kéo xe điếu, giết một hơi thuốc lào rõ đành. "Mày định giết tao hả Tuấn? Có phải thằng Lân đã kể cho mày điều đó rồi phải không?" Tuấn gào lên: "Chính là mày. Chính mày đã bắt tay với nó để hại tao, giết anh em của tao. Là mày phải không thằng chó chết? Xem con chó giải nó nổi điên lên kìa." "Đúng là tao không ngờ thằng chủ sòng đó lại là Lân Cá. Tao cứ nghĩ nó chỉ là tay chân của Thanh Cáo thôi. Ai ngờ, chẳng trách mà thằng Thanh Cáo lại mở sòng ở đây." "Đúng, chính tao đã làm thế đấy. Là tao cho người khử mày đấy Tuấn ạ." "Sao?" "Là do mày quá ngu thôi. Ngày hôm đó người của tao đều đi hết. Những cái tàu đó, sao chúng biết giờ nào mày còn ở đó, giờ nào không mà vào chính xác như vậy?" "Nghĩ mà xem, chính là tao làm hết đấy." "Đó, mày muốn nghe thì tao nói hết cho mày nghe. Tính giết tao với thằng danh con, mày nên nhớ, mày có bản lĩnh đến đâu thì mày vẫn chỉ là một thằng nhóc. Mày muốn giết tao á, đợi thêm chục năm nữa đi con. Đấy là nếu như mày còn sống nhá." Tuấn gầm gừ, đôi mắt long lên sòng sọc. Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ Tuấn cảm thấy điên khùng như lúc bấy giờ. Nhưng xung quanh là mấy chục tên giang hồ, chúng đương che kín bảo vệ Cương Sáu Ngón. Ngay khi Tuấn vừa định rút dao ra thì người của Cương đã ập vào và khống chế. Cơn thịnh nộ của Tuấn lên đến đỉnh điểm. Tuấn gồng mình hất văng một lúc 4-5 tên ra xa, khiến cho gian nhà hỗn loạn. Rút được dao ra, Tuấn lăm lăm con dao tính lao vào thẳng đám giang hồ đang đứng chắn trước mặt mình. Nhưng mà Cương nói đúng, Tuấn vẫn chỉ là một người với một bộ óc đơn giản. Chưa kịp lao vào thì Tuấn đã co giật rồi nằm gục xuống đất. Tuấn bị một thằng dùng kìm chích điện dính thẳng vào người. Toàn thân cứng đơ, mắt mũi trợn ngược, tay vẫn nắm chặt con dao không buông. Tuấn nghiến răng nhìn Cương như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cơ thể Tuấn thì không làm được như vậy. Cương suýt xoa: "Chà chà, đúng là hàng xịn quá khác. Đến trâu bò còn phải gục chứ nói gì đi con người. Không phí tiền một chút à? Đắt, sắt ra miếng. Mẹ em với thằng Nhật, hàng của nó toàn hàng tốt." Nhưng rồi Cương không thể ngờ Tuấn vẫn có thể vùng dậy. Thậm chí ngay khi Cương vừa rời khỏi lớp người bảo kê, lưỡi dao bầu nhọn hoắt của Tuấn chỉ chút nữa thôi là đâm thẳng vào mặt Cương. Rồi nếu một thằng đệ của Cương không nhanh tay gạt Cương sang một bên và lánh trọn cú đấm của Tuấn vào vai trái, máu bắn ra tung tóe, Cương cùng người của mình vẫn còn hoảng loạn. Cương thét lên: "Dí chết nó đi, giật chết nó cho tao." Thằng đàn em cầm chích điện vội vàng ấn cái kìm đang nổ tành tách những tên lửa điện vào người Tuấn. Lần này thì Tuấn trợn mắt toàn lòng trắng. Tuấn đổ gục xuống nền nhà như một hòn đá tảng. Cương lau máu của đàn em vừa bắn vào mặt mình. Cương nổi điên. Mặc dù Tuấn đã ngất, nhưng Cương vẫn cứ thế dùng chân đạp mạnh nhiều nhát vào đầu Tuấn. Vừa đạp, Cương vừa chửi: "Chết con mẹ mày đi, thằng chó điên. Dọa bố mày đứng bốn cả tim, thằng chó chết."
Cương đạp đến chán chân mới dừng lại. Vừa thở dốc Cương vừa run. Mới đây thôi Cương đã cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Áp lực, sát khí, sự điên cuồng của Tuấn khiến Cương tìm đập chân run. Đàn em của Cương hỏi: Đại ca, tính sao với thằng này bây giờ? Còn phải hỏi à? Trói nó lại, trói cho nó chặt vào. Còn làm gì thì chúng mày biết rồi đấy. Làm cho nó gọn gàng. Tốt nhất đi, làm sao cho giống một vụ tự sát là được. Còn mẹ nó chứ, mẹ mày. Theo như lời của Cương, đám đàn em dùng dây thừng trói Tuấn lại, rồi khiêng ra phía sau nhà kho. Đợi khi trời tối, chúng sẽ đưa Tuấn đi gặp Diêm Vương theo như kế hoạch đã lên sẵn. Tuấn tỉnh dậy, thấy toàn thân bị trói chặt, miệng bịt rẻ. Bốn xung quanh tối om vì người của Cương đã quẳng Tuấn vào nhà kho chứa đồ. Ánh sáng bên ngoài khẽ chiếu qua những khe hỗ hở, giúp Tuấn biết lúc này trời vẫn chưa tối. Cố gắng vùng vẫy, cựa quậy, nhằm tìm cách làm lỏng dây trói. Tuy nhiên càng giãy thì sợi dây trói tay Tuấn lại càng siết chặt hơn. Cương giơ ngón cẩn thận không thừa. Hắn đặc biệt dặn đàn em phải trói Tuấn cho nó thật cẩn thận. Tránh trường hợp Tuấn thoát ra ngoài. Nằm im như vậy một lúc nữa thì cánh cửa kho mở ra. Tuấn không nhìn rõ là ai đang đi vào. Người này khá sợ sệt. Gã rụt rè chỉ dám nhích từng bước nhỏ, chứ không dám bước nhanh đến chỗ Tuấn nằm. Thế Tuấn nằm đó giãy giụa, gã khẽ cúi xuống và nâng Tuấn dậy. Ánh sáng hắt vào, và khi mắt đã quen dần với bóng tối trong kho, Tuấn nhận ra người vừa xuất hiện chính là một trong những tên đàn em mà Cương giao cho Tuấn quản lý trong sự vụ cướp sòng của Lân Cá đêm qua. Tuấn cau mày nhìn gã. Gã lập tức đứng bật dậy. Chẳng hiểu vì sao nhưng mà gã lập tức quỳ mọp xuống. Gã chắp tay lại sống Tuấn. Đại ca, đại ca tha cho em. Em làm như vậy cũng chỉ là vì ép buộc. Em có lỗi với đại ca. Đại ca đối xử với em không tệ mà em ra bán đứng đại ca. Vừa nói hắn vừa mếu máo. Tuấn vẫn chưa hiểu vì sao hắn nói như vậy. Thì hắn đưa tay rút cuộn rẻ mà đàn em Cương nhét vào mồm Tuấn. Khi Tuấn chưa nói gì thì gã đã nói tiếp. Là đám người chúng em bán đứng đại ca. Sau khi đại ca rời đi, số tiền ấy đã được chia đều. Nhưng một thằng nó đưa ra ý kiến. Nó nói là kiểu gì đại ca cũng sẽ quay lại tìm anh Cương để trả thù. Nếu nó đem tin này báo cho anh Cương sẽ thưởng. Em xin thề là em không muốn làm như vậy. Nhưng mà nó uy hiếp tất cả. Bằng việc không theo nó thì nó cũng vẫn báo với anh Cương. Khi ấy không chỉ đại ca mà cả chúng em cũng bị xử. Đại ca, anh biết đấy. Chúng em đều là đám đốn mặt, mắc nợ anh Cương. Anh ấy chỉ cần ho một tiếng là chúng em không sống được ở cái đất này. Em lạy anh tha cho em. Tuấn nuốt hẳn vào bên trong. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Cương sau ngón đã biết trước mà kêu đám đàn em mai phục. Thì ra là tại cái lũ vong ơn bội nghĩa này. Nhưng mà nhìn tên đàn em đang quỳ dưới đất, Tuấn cũng không trách hắn được. Hắn nói đúng, hắn chỉ là dạng con sâu cái kiến. Là loại người mà Cương có thể di chết bất cứ lúc nào. Bản thân Tuấn lúc này còn chẳng tự cứu được bản thân mình nữa là gã. Tuấn đáp. Mày cút. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày. Gã đáp. Đại ca, tối nay chúng nó sẽ giết anh đấy. Nó sẽ đánh thức mây anh rồi thiêu anh cùng với ngôi nhà hoang nằm ở ngoài bãi ruộng. Chúng nó sẽ dựng lên hiện trường giả như anh say rượu rồi chết cháy. Tuấn nói. Chị sao? Chết kiểu nào thì vẫn là chết. Thằng Cương sẽ không tha cho ta. Em sẽ cứu anh. Bây giờ đang là 5 giờ chiều. Khi bọn chúng nó đi ăn cơm, em sẽ cởi trói cho anh và anh sẽ thoát được. Được chứ? Sao mày lại muốn cứu ta? Chẳng phải chúng mày đã báo tin cho thằng Cương hay sao? Không phải em muốn như vậy. Đa số chúng em cũng không muốn vậy. Đêm hôm qua nhìn đại ca xả thân cứu bọn em. Xong việc anh có cho bọn em hết số tiền đó. Cả đời em chưa có ai đối xử với em như là anh cả. Anh là người mang khí chất anh hùng. Anh không chết ở đây được. Nhưng nếu ta mà bị chúng nó phát hiện, mày sẽ chết đấy. Gã khẽ cúi mặt xuống rồi cười. Không sao. Ít nhất thì ở đây cũng là việc tốt duy nhất mà em làm được. Giờ em phải đi. Sau khi em quay lại, em sẽ cởi trói cho đại ca. Dứt lời,
Hắn nhét cuộn rẻ lại vào mồm Tuấn rồi bỏ đi. Tuấn ngồi trong kho im lặng chờ đợi. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Ước chừng tới lúc gái kia đi đến giờ đã là hơn 1 tiếng rưỡi. Vậy mà hắn vẫn chưa quay lại. Tuấn cũng không hy vọng gì nhiều. Bởi khi không giết được Cương 6 ngón thì Tuấn biết cái chết đang chờ đợi mình. Tiếng cửa kho mở ra, lấp loáng bóng người. Tuấn nhận ra cái dáng người đó là của gái ban chiều. Quả nhiên đúng là hắn. Tay lăm lăm một con dao sáng loáng. Hắn tiến về phía Tuấn rồi ngồi thụp xuống. Hắn cắt dây trói tay, trói chân cho Tuấn. Gỡ quần rẻ bịt miệng, Tuấn nói. Cảm ơn, nhưng mày ở đây không ổn đâu. Gã không biết phải làm sao. Gã đưa luôn cho Tuấn con dao rồi nói. Đại ca, đi đi, đừng lo cho tôi. Gã đi trước và cảnh giới cho Tuấn. Nhưng thật không may, khi gã vừa thò đầu ra ngoài thì một giọng ồm ồm vang lên. Là đàn em của Cương 6 ngón, tên này gắt. Thằng chó, mày làm cái gì mà lò mò trong đấy thế? Thằng kia nó thế nào rồi? Gã luống cuống, sợ đến không nói được nên lời. Nhưng Tuấn lại dùng bóng tối và góc khuất trong kho. Tuấn lao nhanh ra rồi đưa bàn tay hộ pháp của mình bóp chặt lấy miệng tên đàn em của Cương 6 ngón. Nhanh như cắt, Tuấn lôi cả người hắn vào trong kho rồi đập mạnh phần đầu tên này xuống đất, khiến hắn bất tỉnh chỉ sau một đòn. Tuấn nhìn gã vừa cứu mình rồi hất hàm. Đi theo tao. Tao với mày sẽ ra khỏi đây. Trước kia tao cũng đã ra vào nơi này khá nhiều. Chỉ cần chúng nó không quá đông người canh gác, lối đi nhỏ phía sau bức tường này, thì chúng ta có thể ra khỏi đây. Nuốt nước bọt, gã lập tức gật đầu rồi đi theo Tuấn. Đúng như là lời Tuấn nói, vòng ra sau nhà kho có một bờ tường không quá cao. Gọi là không quá cao với Tuấn thôi, chứ với gã mà nói thì gã không thể nào bật để mà trèo lên tường được. Vì đang là chập tối nên mọi thứ nhá nhem. Điện trong khuôn viên nhà Cương nhiều chỗ vẫn chưa bật sáng. Chính vì vậy không quá khó khăn để Tuấn tìm được đường thoát thân. Lúc này chỉ cần bật qua bức tường này là sẽ ra được khỏi đây. Nhưng khi Tuấn vừa chuẩn bị trèo tường thì cách đó một đoạn có thứ gì đó đang gầm gừ. Là một trong những con chó mà Cương nuôi giữa nhà. Nhìn thấy có kẻ đang trèo tường, con chó Tây gầm lên rồi lao thẳng người vào Tuấn. Lúc đó Tuấn đang chuẩn bị bật lên thành tường nên chỉ còn cách người né cú lao vào của con chó hung dữ. Nhưng phía sau Tuấn lại là gã đàn em. Con chó không cắn được Tuấn thì đúng đà lao, nó vồ thẳng vào người gã đàn em gầy còm và ốm yếu. Bản năng của con thú dữ nổi dậy, nó nhe hàm răng sắc nhọn trực cắn vào phần cổ của tên đàn em tội nghiệp. Nhưng may cho gã, khi mà những cái răng sắc nhọn ấy kịp chạm vào động mạch cổ của gã thì con chó đã bị Tuấn dùng một tay túm chặt lấy phần đầu rồi quăng mạnh một nhát trời giáng. Con chó đập vào thành bức tường rồi rơi bịch xuống đất. Khi con chó chưa kịp bò dậy thì Tuấn lao đến tung cú đấm mạnh ngang búa tạ. Con chó bị đấm ngang mõm, cả đầu của nó bị cái nắm đấm ấn rúi rụi vào tường, máu me dính bê bết vào bức tường. Khi Tuấn buông tay ra cũng là lúc cả người con chó sụi xuống nền đất. Nó bị Tuấn đấm chết chỉ với một đòn. Phần đầu nó ngoẹo sang một bên, lưỡi lẻ ra dài ngoằng. Con chó chết khi không kịp ẳng lên một tiếng nào. Gã đàn em nhìn cái cảnh tượng đấy cộng thêm nỗi sợ vừa bị chó tấn công. Gã chưa đứng được dậy. Tuấn xách cổ gã lôi dậy. Tuấn ngồi xuống rồi nói. Dẫm chân lên vai tao, đi lên. Ban đầu gã không dám, nhưng mà Tuấn lừa mắt khiến gã giật nảy mình. Tuấn kiệu hắn lên cho hắn bám vào thành tường, rồi dùng sức đẩy hắn ra bên ngoài. Còn lại một mình, Tuấn không gặp khó khăn gì khi bật ra cửa tường nhà Cương 6 ngón. Đi theo Tuấn, gã đàn em vừa có ơn lại vừa mắc tội với Tuấn, đã thoát ra khỏi khu vực nhà của Cương. Đến đoạn đường vắng, Tuấn nói. Mày đi đi, tốt nhất là mày rời khỏi đây luôn, ngay trong tối nay. Mày còn ở đây, chúng nó sẽ còn bắt được mày sớm. Còn đại ca thì sao? Tao chưa đi được. Ta vẫn còn việc phải làm. Không giết được nó, ta thà chết còn hơn.
Nghe Tuấn nói thôi mà gã đàn em cũng lạnh sống lưng. Tuấn nói đúng. Nếu mà hắn còn lảng vảng ở đây, người của Cương sẽ giết hắn. Cúi đầu chào từ biệt Tuấn xong, gã lẩn vào trong con ngách nhỏ rồi biến mất. Còn Tuấn, dù sao cũng đã ở đây gần 2 năm trời. Tuấn biết nhiều chỗ để ẩn náu. Tất nhiên Tuấn có thể trốn khỏi đây dễ dàng. Nhưng nghĩ đến điều cười của Cương khán thú nhận, hắn chính là người đứng sau cùng với Lân Cá bù bên cả. Tuấn không nuốt nổi cục hận, ứ ngả nơi cổ họng. Tuấn cũng biến mất khi bóng tối bắt đầu buông xuống. Tại nhà của Cương Sáu Ngón lúc này, Cương đang điên khùng đập phá đồ đạc. Cương bắt đàn em xếp thành một hàng, rồi cứ thế tát thẳng mặt từng thằng một. Chưa bao giờ chúng thấy Cương nổi điên lên như vậy. Một tay chân thân tín của Cương nói: "Đại ca, nó chưa chạy xa được đâu. Chỉ cần cho người ra các bến tàu bến xe, kiểu gì cũng bắt được nó." "Cầm mẹ mồm chúng mày vào." Cương đập thẳng cái bát điếu xuống nền nhà, nghiến răng kèn kẹt, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cương nói: "Lũ ngu, chúng mày nghĩ nó sẽ chạy trốn à? Không, thằng điên đó nó sẽ không làm như vậy đâu. Sau khi nó biết tao đứng sau cái vụ xử đẹp nó tại cảng cá, nó sẽ săn lùng tao, nó sẽ giết tao. Chỉ khi tao chết nó mới dừng lại. Nó là Tuấn điên, là Tuấn điên đấy, chúng mày biết không? Chúng mày nghe thấy thằng đi theo nó cướp xong về kể rồi chứ. Đến thằng Lân Cá cũng phải quỳ xuống xin nó tha mạng. Chúng mày nghĩ nó may mắn rời khỏi cái sòng đó? Không, nó là một con chó điên, và giờ thì nó đang đứt xích." Tại một quán ăn nằm sâu trong con ngõ, lúc này đã là 7 giờ tối. Tới lúc Tuấn chạy khỏi nhà Cương Sáu Ngón, thời gian mới chỉ trôi qua chưa đầy 30 phút. Cả ngày chưa được ăn gì. Điều Tuấn cần làm lúc này chính là ăn cho thật no cái bụng trống rỗng đang sôi lên từng cơn ồn ục. Nhưng khu vực này theo như Tuấn biết cũng thuộc địa bàn của Cương. Ban nãy trước khi vào đây, Tuấn có nhặt được một cái nón rách. Đội sụp cái nón rách lên đầu, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, Tuấn nói với chủ quán: "Cho một bát mì trắng, bao nhiêu tiền?" "3 hào, cậu có dùng thêm gì không?" Tuấn thọc tay vào trong túi quần, chỉ còn lại đúng 2 hào thôi. Lúc này Tuấn mới nhớ cọc giấy bạc, số tiền mà Cương đưa cho Tuấn trước khi đi cướp xong. Sáng nay Tuấn đã cho đào hết rồi. Xòe bàn tay chỉ còn có 2 hào lẻ, Tuấn bấm bụng đứng dậy. Nhưng ông chủ quán nói: "Cứ ngồi đó đi, mì sẽ sang ngay bây giờ." Lúc này quán chưa có vị khách nào cả ngoài Tuấn. Kéo sụp cái nón rách xuống thêm một chút nữa, Tuấn lặng im chờ đợi. Bụng vẫn không ngừng sôi lên vì đói. Bát mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút, được đặt trước mặt Tuấn. Không chỉ vậy, ông chủ quán còn đặt thêm một đĩa rau cải xào chung với mấy miếng thịt lợn bên cạnh bát mì. Tuấn nói: "Tôi không có đủ tiền." "Không cần tiền, cứ ăn đi. Cái này tôi cho cậu, nhìn cậu đã đói lắm rồi. Ăn đi và đừng nói nhiều." Tuấn nuốt nước bọt khi nhìn thấy bát mì, chẳng ngại ngùng và khách sáo nữa. Tuấn ăn ngấu nghiến như người bị bỏ đói lâu năm. Nhìn Tuấn ăn mà ông chủ quán đấm với tấm lưng hơi còng khá mỉm cười. Ông ta lấy khăn lau mồ hôi ở trên mặt, rồi tiếp tục sửa soạn đồ chuẩn bị để bán hàng. Chưa đến 5 phút, Tuấn ăn hết bát mì, hết cả đĩa rau, mà không chừa lại một chút nước dùng gì cả. Đã no bụng, Khái đứng dậy, Tuấn tiến về phía ông chủ quán. Tuấn đưa cho ông 2 hào rồi nói: "Cảm ơn ông, tôi chỉ có tuần này. Nhưng sau chắc chắn tôi sẽ quay lại trả ông chỗ còn thiếu." Ông chủ quán lắc đầu rồi mở ngăn kéo tủ hàng ra. Trong đó đâu chỉ có vài đồng bạc lẻ và mấy tờ giấy tiền mệnh giá nhỏ. Ông chủ quán vơ toàn bộ tiền trong ngăn kéo rồi đặt vào bàn tay Tuấn, cùng với 2 hào mà Tuấn định trả. Việc làm này khiến cho Tuấn ngỡ ngàng. Chưa hiểu tại sao thì ông chủ quán làm thế, lúc này ông ta mới khẽ đẩy cái nón của Tuấn lên một chút. Ông ta cười: "Chắc cậu không nhận ra tôi, nhưng tôi nhìn qua là biết là cậu." Tuấn bỡ ngỡ trước tình huống đột ngột này. Mặc dù đã nhìn cận mặt ông già, nhưng Tuấn không biết ông ấy là ai cả. Ông chủ quán khép bàn tay cầm tiền của Tuấn lại rồi khẽ nói:
cách đây hơn một năm. Cậu đã cứu tôi khi mà mấy thằng bảo kê đòi đập quán, vì tôi không đủ tiền đóng lệ phí hàng tháng cho chúng. Nhưng khi chúng chưa kịp làm gì thì cậu xuất hiện. Một mình cậu đánh ba thằng khốn nạn đấy phải bỏ chạy. Lúc đó tôi sợ quá, nên chỉ dám núp sau mình gánh hàng. Không chỉ vậy, cậu còn bảo đàn em đến cho tôi tiền, vì bọn kia đã làm hỏng của tôi mấy cái ghế. Tuy bây giờ nhìn cậu không được bảnh bao như ngày đấy, nhưng cái giá vẻ cũng như là cái tính cách không hề thay đổi. Cậu thà bỏ đi, chứ không dám ăn thiếu của một lão già. Chắc là cậu đang gặp phải một chuyện gì đó nghiêm trọng. Tôi không có nhiều, chỉ có bằng này, cậu cầm tạm đi. Tuấn dùng mình cảm động, suýt chút nữa thì Tuấn đã khóc. Theo như lời kể của ông chủ quán thì chắc đó là khoảng thời gian Tuấn còn địa vị trong băng của Cương Sông Ngón. Đúng là Tuấn đã từng làm như vậy. Lần đó bọn bảo kê thu phí của những người bán hàng rong, bán hàng vỉa hè trong địa bàn của Cương đã làm láo. Chúng thu khống lên số phí thực mà mọi người phải đóng hàng tháng. Tiền chênh lệch đó chúng bỏ túi riêng. Một lần tình cờ Tuấn đã phát hiện ra chuyện này. Không kiêng nể, mặc dù công việc của Tuấn là cảng cá, Tuấn đã ra tay đánh luôn cả mấy thằng đàn em của Cương. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện nhỏ mà ngay cả Tuấn cũng còn không nhớ. Vậy mà ông già này không chỉ nhớ nằm lòng, thậm chí sau hơn một năm, khi Tuấn lúc này chỉ giống như một thằng lang thang, thế mà chỉ nhìn qua, ông ấy cũng nhận ra Tuấn. Cầm những cái đồng tiền nhăn nhốm trong lòng bàn tay, Tuấn không biết phải nói gì hơn. Ông chủ quán khá cười. Sau này cậu phải sống thật tốt, đừng đi lối đấy. Ban nãy có một nhóm người tay cầm vũ khí đảng qua đây. Ông già chỉ tay về hướng trước mặt, Tuấn cúi đầu và nói. Cảm ơn ông. Có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Nói rồi Tuấn kéo sụp cái nón xuống và bỏ đi. Ông chủ quán lắc đầu, thở dài. Cúi cái lưng còng xuống cầm bát mì Tuấn vừa ăn, đi rửa, ông khẽ nói. Không hiểu cậu gây ra chuyện gì mà để bọn chúng muốn tìm để giết như vậy. Tuấn điên à? Chắc có lẽ là cậu ta đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau. Chỉ tiếc là người như vậy thì cuộc đời sau này còn gặp rất nhiều sóng gió. Đáng tiếc. Kể đến đây, mọi người trong buồng giam ai nấy đều thoáng buồn. Phá tan cái bầu không khí não nề, bi thương đấy là tiếng xì sụt của gã đêm hôm trước đã uống nước tiểu. Gã nghe chuyện của ông Tuấn mà bật khóc. Con người của cái tên này khiến cho mọi người trong buồng cảm thấy kỳ quái. Lúc mới gặp, hắn mượn danh của Long ra uy với tù nhân mới. Đến khi biết tiểu sử bá đạo khét lẹt của ông Tuấn thì vội vã van xin. Gã uống nước tiểu để tạ tội. Vậy mà bây giờ chỉ nghe chuyện thôi mà gã đang thực sự khóc. Gã thút thít. Đại ca, khúc này cảm động quá đi mất. Ông già đó tốt thật đấy. Ông Tuấn nhìn gã mà vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp. Trong con người chúng ta luôn tồn tại một thứ cảm xúc được giấu kín. Ngay cả bản thân chúng ta cũng không bao giờ muốn để lộ thứ cảm xúc này với những người xung quanh. Tuy nhiên khi gặp một hoàn cảnh hay là một trường hợp nào đó vô tình tác động vào thứ cảm xúc đấy, dù muốn hay không, chúng ta cũng sẽ biểu hiện nó ra bên ngoài. Ai bảo tù nhân là không có cảm xúc của con người? Thường ngày gã lanh chanh, hèn mọn, su nịnh, bị coi như rác rưởi. Nhưng giờ đây, những giọt nước mắt của gã đang chảy trên khuôn mặt đen nhẻm kia là cảm xúc thật. Long cũng thở dài. Long lắc đầu rồi lấy cho gã ít giấy vệ sinh để lau nước mắt. Nhận giấy từ tay Long, gã mếu máo. Em cảm ơn. Long hỏi ông Tuấn. Rồi sau đó anh có trả thù được thằng Cương Sáu Ngón không? Cả buồng đều chờ đợi câu trả lời từ ông Tuấn. Ai ai cũng nghĩ chắc chắn ông Tuấn đã trả được mối thù. Tính khoảng thời gian từ đó cho tới lúc ông Tuấn ra tù lần thứ nhất, thì mức án 16 năm cho tội danh giết người có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, ông Tuấn lắc đầu. Không, tôi không giết được hắn. Ngược lại, hắn còn đâm vào tim tôi một nhát dao chí mạng. Đó còn là một vết thương lớn hơn tất cả những chuyện mà tôi gặp trước đó. Cho đến tận bây giờ,
Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi là mọi thứ lại như hiện ra trước mắt. Phải đến lúc đó tôi mới hiểu được tại sao ông chủ quán mì nhìn tôi lại thở dài và nói: sau này cậu phải sống tốt. Nếu đó chỉ là một câu nói bình thường thì không có gì để suy nghĩ. Nhưng ánh mắt của ông ta khi nói câu đó giống như ông ta nhìn trước được một cái chết đang đến gần vậy. Phải đến tận sau này tôi mới biết ông chủ quán mì đó còn biết xem tướng số. Nhưng mọi chuyện khi đó đã không còn cứu vãn được. Long cùng mọi người trong buồng không hiểu ông Tuấn đang nói những chuyện gì. Nhưng ánh mắt của ông Tuấn thoáng buồn. Từng câu, từng chữ mà ông Tuấn nói ra mang một sắc thái ưu phiền. Không giống như lúc trước đó. Chắc hẳn chuyện diễn ra sau đó phải rất khủng khiếp. Cả Long và đám vạn nhân bồn số 17 có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ bị cuốn vào một câu chuyện kể về cuộc đời của một người khác đến như vậy. Nhưng giờ đây, họ lặng im chờ đợi và không ai dám hỏi thêm gì cả. Qua lời kể của ông Tuấn, không gian trong buồng giam đang dần lắng lại. Ông Tuấn nói: khi nãy chúng mày hỏi anh có giết được Cương Sáu Ngón không phải không? Ông Tuấn nói tiếp: anh không giết được nó, nhưng Cương Sáu Ngón vẫn chết. Câu chuyện của gã tù trung niên lại được tiếp tục. Trước sự truy lùng gắt gao của Cương Sáu Ngón, bản thân Tuấn biết nếu mà còn hành động tùy tiện, không những không giết được Cương, ngược lại Tuấn khó mà bảo toàn tính mạng. Thất bại lần trước ở nhà Cương Sáu Ngón đã khiến cho con hổ điên này lần đầu tiên trong đời biết phải suy nghĩ trước khi hành động. 2 năm dưới trướng của Cương, mặc dù không được trọng dụng như năm đầu tiên, nhưng Tuấn ít nhiều cũng nắm được phần nào chuyện làm ăn của Cương. Những vị trí làm ăn quan trọng mà Cương bắt buộc ngày nào cũng phải đến. Đã một ngày trôi qua, đúng như Tuấn nghĩ, dù dè chừng nhưng Cương vẫn phải xuất hiện tại cái kho tiêu thụ hàng lậu này. Trước giờ mọi người chỉ nghĩ Cương thu phế bến bãi, chợ trời, cảng cá. Nhưng thực ra nguồn tiền chủ chốt của Cương chính là kho tập kết hàng lậu. Tất cả các mặt hàng Cương đưa từ Trung Quốc về qua nhiều con đường, trong đó có cả các tàu cá đánh bắt xa bờ, và hàng tiêu thụ của Cương chính là thuốc lá. Chính vì không tin tưởng ai nên ngày nào Cương cũng phải đến đây để kiểm tra số lượng hàng lậu, thuốc lá lậu để dễ bề tiêu thụ. Muốn giết Cương chỉ còn cách duy nhất chính là tìm đến nơi này mai phục. Tuấn đã nằm chờ ở đây suốt từ đêm qua. 10 giờ sáng, Cương cùng đám đàn em của mình xuất hiện. Khi hắn vừa bước xuống con xe Jeep gồ ghề màu xanh đen, cũng là lúc Tuấn trợn mắt. Tay chân Tuấn run lên. Tuấn nghiến hai hàm răng vào nhau dần dữ đến điên cuồng. Thằng chó chết. Long hỏi: vậy là sao lúc ấy anh đã vào đó rồi giết thằng Cương phải không? Mày nghĩ anh là quái vật chắc? Ở đấy tập hợp toàn những cái thằng máu mặt, và chúng nó còn được trang bị hàng nóng. Chỉ cần có người khả nghi xuất hiện, chúng sẽ lập tức khử ngay. Còn một điều này nữa, thằng Cương xuống xe không phải chỉ có một mình, nó còn đi cùng với một người khác. Một người khiến cho anh không thể hành động tùy tiện được. Long ngạc nhiên: ai vậy anh? Là cái Đào, em gái của thằng Hiếu, người mà vì đỡ nhát dao đâm lén cho anh để rồi phải chết ấy. Cả buồng nhao nhao lên. Ơ, sao cái Đào lại có mặt ở đó? Chẳng lẽ thằng Cương cho người bắt cóc cái Đào ở đại ca? Không, nó không làm như vậy, mà tự cái Đào tìm đến. Lần quay về nhà Đào, anh có lén lấy con dao bầu phía sau cái giếng. Khi anh đi, cái Đào nó đã phát hiện ra. Cộng với việc bỗng dưng anh trở về sau hơn một năm để đưa tiền cho nó, Đào nó vốn thông minh, nó cảm nhận được anh chuẩn bị thực hiện một điều nguy hiểm. Nhìn thấy con dao bầu không còn ở vị trí cũ, nó đoán là anh đã lấy dao và đem đi. Cuối cùng, nó đã đến cảng cá để tìm anh. Vì trước đây thằng Hiếu cũng làm ở đó nên Đào biết địa chỉ. Nhưng mà nó không biết được rằng hơn một năm nay anh không còn làm việc ở cảng cá nữa. Ngày hôm trước anh với ý đồ giết Cương Sáu Ngón nhưng thất bại. Sang ngày hôm sau bọn chúng truy lùng anh gắt gao, bởi chúng nghĩ chắc chắn anh vẫn lảng vảng đâu đây để chờ cơ hội. Và rồi khi cái Đào đến cảng cá nói là tìm anh, đàn em của thằng Cương lập tức báo lại cho hắn. Con cáo già thủ đoạn đấy, có việc gì mà hắn không dám làm. Lúc đó hắn rất hoang mang.
hắn sợ anh sẽ tìm cách giết hắn. Con bé Đào tội nghiệp khi ấy vô tình trở thành một tấm lá chắn cho thằng khốn nạn, để đề phòng anh ra tay. Long cau mày nắm chặt bàn tay lại, Long chửi thề. Còn mẹ nó chứ, đúng là khốn kiếp thật. Rồi sau đó thế nào anh? Vì anh mà thằng Hiếu đã chết. Lúc đấy anh rất điên, nhưng còn sót lại một chút lý trí mách bảo anh rằng nếu mà anh lao vào cái kho chứa hàng lầu đấy, anh không những không cứu được cái Đào mà cả hai sẽ phải chết. Bởi nếu giết được anh, cái Đào sẽ không còn giá trị lợi dụng. Anh cố quan sát hành động của thằng Cương. Lúc ấy có lẽ nó vẫn đang lừa con bé là anh đang làm việc ở đây, hoặc đã cử anh đi đâu đó chưa về. Mục đích nó đưa con bé đi cùng như là một lời đe dọa gửi đến anh. Nếu mày làm gì, em gái mày sẽ phải chết. Thằng Cương nó thừa khôn ngoan để biết anh không giết được nó, anh sẽ không bỏ cuộc. Một mình anh không thể chống lại bọn chúng. Con ngu đến mấy anh cũng hiểu được điều này. Cuối cùng anh đã nảy ra một ý định. Một ý định mà chưa bao giờ anh nghĩ tới. Đó là đi xin sự giúp đỡ. Nhưng anh đâu có bạn bè hay ai khác để mà xin sự giúp đỡ. Có chứ. Anh đã đi tìm Lân Cá. Kẻ mà anh chọc mù một bên mắt vài ngày trước. Cả buồng im lặng. Một hoàn cảnh không ai nghĩ tới. Một tiếng ực vang lên khi mà câu chuyện càng lúc càng khiến cho người nghe phải bất ngờ. Thằng khốn, sao mày lại đến đây? Một tên đàn em của Lân Cá vừa bị Tuấn đánh cho thừa sống thiêu chết cách đây 3 hôm, sợ hãi hỏi khi thấy Tuấn đang đứng trước quán ăn trá hình. Vài ngày trước nơi này đã bị Tuấn cùng với đám đàn em san bằng. Lúc này người của Lân Cá đang cố gắng khắc phục hậu quả. Tuấn lẳng lặng bước vào bên trong, không tên nào dám ngăn cản. Nhìn thấy bọn đàn em của Lân Cá vẫn còn ở đây, Tuấn nghĩ chắc Lân Cá cũng như vậy. Tuấn nói, tao đến để tìm thằng Lân Cá. Nó ở đâu? Không thằng nào dám trả lời, nhưng chúng vẫn tập hợp lại để đề phòng Tuấn gây sự. Từ bên trong quán, thằng Què, cũng là tên đàn em trước đây bị Tuấn đánh tại cảng cá, là tay phải của Lân Cá hồi trước bước ra. Hắn không lạ gì Tuấn cả. Hắn nói, tại sao mày lại quay lại đây? Mày gặp đại ca có chuyện gì? Mày nghĩ mày có thể đánh lại tất cả bọn tao một lần nữa à? Mày chỉ có một mình thôi. Mày chỉ với một cái đấm, cái bàn gỗ trước mặt Tuấn đã thủng một lỗ lớn. Cả đám đàn em của Lân Cá im bặt. Tuấn nói, tao đến không phải là để đánh nhau, tao có việc muốn bàn với đại ca của chúng mày. Máu giang hồ ở đây tên nào cũng có. Dù có sợ, có hãi cái uy của Tuấn, nhưng với số lượng người đông hơn, bọn đàn em của Lân Cá làm sao có thể để Tuấn muốn làm gì thì làm. Chúng định lao vào ăn thua với Tuấn một lần nữa. Nhưng gã Què ngăn lại, im lặng nhìn Tuấn một hồi, gã nói, đi theo tao. Đám đàn em nhìn gã Què ngạc nhiên. Sao lại dẫn nó đi? Mày quên thằng chó này nó đã làm gì chúng ta mấy ngày trước à? Ngay cả đại ca nó cũng... Đúng là nếu hội đồng nó, chúng ta sẽ giết chết thằng khốn này ngay tại đây. Nhưng nó đã đến đây để tìm đại ca. Tao nghĩ cũng phải chờ đại ca quyết định. Tao sẽ chịu trách nhiệm việc này. Còn thằng kia, đi theo tao. Tuấn đứng lên và đi theo gã Què. Đi vòng ra sau quán ăn, qua cả khu sòng bạc hôm trước. Có một lối đi rất hẹp dẫn qua con hẻm. Dừng lại ở một ngôi nhà cấp 4. Gã Què lấy chìa khóa, mở cổng rồi quay lại nhìn Tuấn. Ở đây. Nhưng mà nếu mày định làm điều gì thì tao sẽ giết mày đấy. Nhìn gã Què, Tuấn đáp, tao biết điều đó. Gã Què dẫn Tuấn vào bên trong. Ngồi trên ghế đang uống rượu một mình chính là Lân Cá. Nhìn thấy gã Què, Lân nói, dọn dẹp xong hết chưa? Gã Què đáp, thưa đại ca, em vẫn đang làm ạ. Nhưng có người muốn gặp đại ca. Em dẫn hắn đến đây rồi.
Lân cá đập mạnh cái chén xuống dưới đất. Cái chén vỡ tan tành. Lân quát: "Thằng chó, mày có biết đây là chỗ nào mà dắt người lạ đến không hả?" Gã què cúi đầu vừa không dám nói gì. Lúc này Tuấn từ bên ngoài bước vào. Tuấn nói: "Vẫn còn có thể quát tháo như vậy, sức khỏe cũng không tồi đâu." Nhìn thấy Tuấn, Lân dùng mình nuốt nước bọt. Lân ấp úng: Sao mày lại đến đây?" Tuấn trả lời: "Đừng sợ, tôi đến đây tìm ông là có chuyện muốn nhỏ cậy." Lân cá nghe thế vậy lại càng hoang mang hơn. Một thằng điên trước nay chỉ hành động một mình, mới cách đây có 2-3 ngày, chính nó còn muốn giết Lân cá. Nhìn thấy Tuấn, bên mắt bị mù của Lân vẫn còn giật lên từng cơn đau đớn sau lớp băng gạc. Vậy mà nó vừa nói đến hai từ nhờ cậy. Dù rất căm Tuấn, nhưng Lân biết khi đàn em của gã dắt Tuấn vào đây thì cũng giống như đang treo trên đầu Lân một bản án tử hình. Lân nói: "Vậy cậu muốn gì ở tôi?" Ngồi phịch xuống ghế, Tuấn cầm chai rượu mở nắp rồi cứ thế tù ngực. Đặt chai rượu xuống dưới bàn, Tuấn đưa tay quệt ngang mồm rồi nói: "Đúng là rượu ngon có khác. Lân cá, ông sẽ giúp tôi chứ?" Lân ấp úng: Nhưng mà cậu chưa nói là việc cậu muốn là gì." "Giết chết thằng Cương Sáu Ngón." Cả Lân và gã què đang đứng phía sau Tuấn đều tròn mắt. Lân nói: "Vậy là cậu đồng ý về dưới trướng của tôi." "Ông hiểu sai vấn đề rồi. Cái mà tôi đang nói đến chỉ là cái việc lấy mạng thằng Cương Sáu Ngón thôi. Nhưng tôi không thể làm việc này một mình. Có điều, nếu mà có ông chịu giúp ấy, thì nó lại khác. Tính tôi không lòng vòng. Ông hỗ trợ cho tôi người, còn việc giết thằng Cương tôi sẽ làm. Có thể trong mắt các người tôi chỉ là một thằng ngu và thiếu suy nghĩ, nhưng lần này tôi hiểu. Cương Sáu Ngón chết, địa bàn này sẽ là của ông." Lân im bặt, bởi vì Tuấn nói không sai. 2 năm nay một mình Cương độc bá các mảng làm ăn, điều mà trước đây Lân cá cũng phải nắm thị phần. Nhưng mà từ khi có Tuấn, nói chính xác hơn là sau khi Tuấn cướp toàn bộ cảng cá, Cương Sáu Ngón mới có đà phát triển mạnh như vậy. Bởi vì Lân ngày một yếu đi, giờ chỉ cần Cương Sáu Ngón biến mất, chắc chắn Lân sẽ lấy lại được những gì trước kia. Quan trọng hơn, có Tuấn giúp đỡ, chuyện này hoàn toàn khả thi. Trăm quân dễ kiếm, tướng giỏi khó tìm. Từ xa xưa, các bậc cổ nhân đã đúc kết ra câu nói này. Với bản lĩnh cộng thêm sự điên rồ của Tuấn, chỉ cần Tuấn chịu, chẳng có gì là không được cả. Chính vì vậy mà dù phải đối mặt với cái chết, Lân vẫn cố gắng dụ dỗ Tuấn về làm việc cho mình. Khi đó Tuấn không những từ chối ngay mà còn suýt giết Lân. Thế mà giờ đây Tuấn lại tự tìm đến để yêu cầu sự giúp đỡ. Một đại ca lăn lộn nhiều năm như Lân thừa hiểu chuyện này có gì đó uẩn khúc. Lân nói: "Vậy là cậu đã tin những gì mà tôi nói à?" "Một phần cũng do chính miệng thằng Cương thú nhận. Nhưng nếu chỉ vậy thì tôi cũng không cần nhờ đến ông làm cái gì. Chỉ là thằng khốn nạn đấy, nó đang giữ của tôi một thứ quan trọng." "Là phụ nữ phải không?" Tuấn đang nốc rượu cũng phải dừng lại. Tuấn chưa nói gì liên quan đến cái đào, mà Lân chỉ nhìn qua cũng đã đoán được. Tuấn nghiến răng: "Đúng vậy, thứ mà nó đang giữ là em gái của tôi." Tuấn lấy 2 cái cốc mới rồi rót rượu, đẩy một cốc về phía Tuấn. Cốc còn lại Lân đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lân nói: "Chẳng trách cậu lại tìm đến tôi. Nhưng những gì mà cậu nói đều đúng. Từ trước đến nay kẻ thù của tôi luôn là Cương Sáu Ngón chứ không phải cậu. Việc trừ khử cậu cũng bởi vì cậu khi đó là tâm phúc của thằng Cương. Ai cũng hiểu, nếu loại bỏ được cậu thì thằng Cương nó sẽ suy yếu đi. Nhưng quả thực là ngay cả tôi cũng dính bẫy của thằng chó đấy. Nó đã để tôi và cậu tự giết lẫn nhau. Còn nó ngồi bên ngoài rung đùi hưởng lợi. Còn mắt này của tôi coi như xóa hết ân oán trước kia giữa tôi và cậu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tôi giúp cậu cũng như giúp chính mình.
Có biết em gái của mình bị nhốt đâu chứ? Tôi chỉ mới thấy sáng nay hắn đưa con bé đi cùng trên chiếc xe Jeep thôi. Nếu vậy chắc có lẽ hắn giữ em gái cậu ở nhà. Chuyện này khó khăn rồi đấy. Chúng ta không thể nào lao vào nhà hắn mà cứu em gái cậu được. Phải làm gì đó để dụ hắn ra. Dụ hắn á? Ý của ông là gì? Phải cho hắn một vú thật đau. Để hắn biết là nếu hắn động vào em cậu, hắn sẽ phải chịu hậu quả. Nhưng mà tôi chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Tôi biết thằng Cưng nó có một cái kho chứa hàng lậu. Nơi này là nguồn thu đem lại lợi nhuận khủng cho nó. Mặt hàng chủ yếu là linh kiện và thuốc lá Trung Quốc. Lân nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt, nói không ra câu. Lân hỏi. Thật chứ? Cậu có chắc không? Chắc. Đừng quên ngày trước tôi từng là người mà thằng khốn đó cực kỳ coi trọng. Nhưng cái kho đó tụ tập rất đông người. Chúng hoạt động gần như là cả ngày đến đêm. Thằng Cương chỉ đến kiểm tra vào buổi sáng tầm 10 giờ. Cậu chiếm cái kho đó được chứ? Một mình tôi thì không thể được. Cần bao nhiêu người cậu cứ nói. 10 người. Tôi giao cho cậu 20 người. Không chỉ vậy, cậu sẽ được tự mình chọn người mà cậu cho là phù hợp. Nếu được vậy thì tốt. Vậy khi nào thì cậu định bắt đầu? Ngay bây giờ. Lân lập tức ra lệnh cho gái què đang đứng lắng nghe. Mày lập tức tập hợp tất cả các anh em lại đây. Mau lên. Trong buồng giam, Long sốt ruột quá bèn hỏi. Vậy là anh và Lân cá đã hợp tác để chơi lại thằng Cương à? Đúng vậy. Ngay trong đêm hôm ấy, anh đã dẫn theo 20 thằng đàn em của Lân cá đến tập kích kho hàng lậu của Cương sau ngón. Ban đầu anh tính dẫn theo 10 người, nhưng Lân cá một mực lấy lý do càng đông càng đỡ nguy hiểm. Khi đó anh cứ nghĩ là hắn lo xa, nhưng mỗi việc hắn làm đều có sự tính toán cẩn thận. Thứ hắn lo lắng không phải là anh có cướp được kho của thằng Cương hay không, mà hắn tin chắc rằng anh sẽ làm được. Số người mà hắn giao cho anh thực chất là để làm việc khác. Long nói, việc gì với anh? Ông Tuấn trả lời, cướp hết hàng của Cương sáu ngón. 20 thằng đàn em của Lân cá, sau khi theo anh đập được kho hàng, chúng nhanh chóng điều xe đến bốc hết hàng trong kho chuyển đi. Còn cái kho mà chúng thiêu dụi ngay ở trong đêm ấy, đúng như Lân cá nói, hắn sẽ cho Cương sáu ngón một bài học. Bài học mà chính ngày xưa Cương dùng anh để chơi lại Lân cá. Mất kho hàng, Cương sáu ngón cũng biết được chính anh làm chuyện này. Còn anh, cả đời vẫn luôn là một thằng có đầu óc đơn giản. Khi nghe lời Lân cá cướp kho của Cương, cũng là khi anh vô tình đưa cái nào vào vòng nguy hiểm. Ngay sau hôm đó, Cương sáu ngón đã cho người đến nói chuyện bí mật với Lân cá. Có phải nó muốn Lân cá giao nộp anh cho nó không? Đúng vậy. Không chỉ thế, nó còn đề phòng trường hợp. Nếu Lân cá không chịu hợp tác, nó đã đưa cho Lân cá một bức thư để gửi cho anh. Tuấn, thằng Cương biết cậu ở đây, nó cho người đến đàm phán. Nó muốn tôi giao cậu cho nó. Tuấn nhìn thẳng mặt Lân cá. Rồi sao? Ông đã đồng ý à? Chỉ có những thằng ngu mới mắc lừa hai lần của một người. Tôi biết vì nó sợ cậu nên mới phải làm như vậy. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Vì vậy nó đã nhờ tôi chuyển cho cậu bức thư này. Lân cá đưa thư cho Tuấn. Lân nói, yên tâm đi, tôi chưa đọc đâu. Mở bức thư ra chăm chú, Tuấn nghiến răng kèn kẹt, rồi vò nát bức thư trong lòng bàn tay. Tuấn bỏ đi. Đàn em Lân cá muốn ngăn Tuấn lại, nhưng mà Lân lắc đầu. Lân nói, tôi có thể giúp cậu, ở lại đây đi. Không cần, đến đây là được rồi. Dù sao cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ. Tuấn bỏ đi. Đàn em của Lân cá hỏi, đại ca, sao anh lại để nó đi như vậy? Giờ ta đang xem một vở kịch đúng như những gì mà thằng Cương sáu ngón làm với tao trước đây. Chỉ có điều thằng Tuấn lần này khó sống rồi đấy. Đại ca biết nó đi đâu à? Chẳng cần đọc cái bức thư đấy, tao cũng biết
thằng Cương sẽ hẹn thằng Tuấn đến một địa điểm. Với điều kiện thằng Tuấn phải đi một mình. Nó đang giữ em gái thằng Tuấn. Chỉ cần thằng Tuấn giở trò, em gái nó sẽ chết. Thằng Cương mất kho hàng lậu. Nó bắt đầu nổi điên lên rồi đấy. 8 giờ tối tại một bãi hàng bỏ hoang, nơi đây tập kết những thùng container cũ không còn được sử dụng. Khi Tuấn còn đang đứng giữa bãi đất trống, bao quanh là những cái thùng container được xếp chồng lên nhau. Cái cao, cái thấp thì bất ngờ từ trên cao có ánh đèn pha được bật sáng trưng. Khi ánh đèn được bật sáng, từ trong các ngóc ngách kẽ hở của những thùng container, đám đàn em của Cương Sáu Ngón đang từ từ bước ra. Chúng lập tức quây thành vòng tròn và bao lấy Tuấn. Trên tay tên nào tên nấy đều cầm vũ khí. Tất nhiên là Tuấn cũng đã biết trước được điều này. Tuấn nhìn quanh một lượt rồi hỏi: Thằng Cương đâu? Từ phía sau, vòng vây vang lên tiếng vỗ tay. Đúng là anh hùng, khí thế lắm, ngang nhiên lắm. Tao biết chắc chắn là mày sẽ đến mà. Mặc dù mày biết là mày sẽ phải chết. Đám đàn em lập tức rẽ sang hai bên để tránh đường cho Cương Sáu Ngón. Cương xuất hiện với điếu xì gà đang âm ỉ khói. Hắn kéo một hơi rồi dập luôn điếu xì gà xuống đất. Hắn chửi: Cái thứ chết tiệt này mà thằng chó nó dám bảo ngon hơn thuốc lào hả? Nhìn cái thái độ của Cương, Tuấn nghiến răng hỏi: Em gái tao đâu? Cương giả bộ ngơ ngác rồi hỏi tên đàn em đang đứng bên cạnh. Em gái? Em gái thằng nào nhở? Em gái mày à? Gã đàn em đến cười cũng không dám, bởi hắn biết Cương Sáu Ngón ngoài mặt thì cợt nhả như vậy thôi, nhưng mà trong lòng thì đang căm Tuấn đến tận xương tủy. Ngay sau khi kho hàng lầu bị cướp rồi đốt, suốt đêm hôm ấy Cương Sáu Ngón như một thằng điên chính hiệu. Hắn đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà. Hắn gọi cho tất cả đàn em đến rồi quỳ xuống nhận tội. Trong đó có vài tên chạy thoát được khỏi vụ cướp kho quay về báo cáo. Cương không bắt được Tuấn, nhưng hắn biết chính Tuấn là kẻ gây ra vụ này, nên chỉ còn cách trút giận vào đàn em. Trước mặt tất cả mọi người, Cương lệnh cho những tên to khỏe giữ chặt mấy thằng chạy thoát quay về rồi thò tay vào miệng từng thằng. Kéo lưỡi của chúng nó ra, sau đó dùng dao thái lan cắt một đường ngọt lịm. Chỉ một lúc sau, ba cái lưỡi đỏ lòm bê bết máu được Cương vứt thẳng xuống sàn nhà trong ánh mắt kinh sợ của tất cả những tên đàn em có mặt tại nhà Cương khi đó. Chỉ từng đấy thôi cũng đủ biết Cương điên khùng đến mức độ nào. Khuôn mặt cười cợt của hắn lúc này chỉ đang che giấu đi cái con quỷ bên trong hắn thôi. Cương nhìn Tuấn nói: Mày có em gái à? Tao nghe con bé đó nó kể anh trai nó vì mày mà phải chết phải không? À bà này, con bé đó nó cũng thích mày thì phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nó tưởng mày vẫn còn làm ở cái cảng cá nên đến tìm mày. Nó ngây thơ lắm. Tao nói câu nào nó cũng tin là thật. Mà chỉ cần bảo nó đợi mày là nó cũng đồng ý theo tao về nhà luôn. Thế ra đó là em gái mày à? Tuấn không giữ được bình tĩnh, định lao thẳng vào Cương, nhưng ngay lập tức người của Cương rút hàng nóng chĩa thẳng vào Tuấn. Cương cười: Nếu mày muốn con bé nó chết thì lao vào đây. Mày nên nhớ, giờ tao có thể giết một lúc cả hai đứa chúng mày, nhưng tao không thể để mày chết dễ dàng thế được Tuấn à. Đứng im đó và chờ đi. Tao sẽ cho mày cảm nhận từ từ cái gọi là nỗi đau tra tấn. Đưa nó ra đây. Cương quát lớn. Đàn em của Cương từ phía sau đang kéo dẫn một người bị trói cả chân lẫn tay. Nhưng đó không phải là Đào. Sau vài giây sững sờ, Tuấn nhận ra kẻ đang bị đàn em Cương lôi vào chính là tên hôm trước đã giải cứu cho Tuấn. Hắn bị bịt miệng, bị đánh đến vỡ cả đầu. Chưa kể trên người bầm dập vô số những vết thương. Đàn em của Cương dúi ngã hắn, bắt quỳ xuống. Một tên nắm tóc giật ngược ra sau để lộ khuôn mặt bị đánh đến tàn tạ. Nhìn cảnh đó, máu trong người Tuấn sôi lên sùng sục, nhưng Tuấn cũng đâu thể thay đổi được tình hình hiện tại. Tuấn nói: Thả tên đó ra đi. Chúng mày muốn làm gì tao cũng được. Chúng mày nghe thấy nó nói gì không? Nó còn ra lệnh cho tao nữa kìa. Tuấn, mày ngu thật hay là mày cố tình không hiểu chuyện? Thằng này,
đã thả mày ra. Nói cách khác, chính nó là nguyên nhân dẫn đến việc kho hàng của tao bị cướp sạch và đốt sạch. Nếu mà nó không làm chuyện đó, thì liệu có cớ sự xảy ra như vậy hay không? Giờ mày bảo tao thả nó ra à? Thằng ngu, nhìn cho kỹ vào, làm đi tụi bay. Cương vừa dứt lời, một tên đàn em của Cương mở nắp chai thủy tinh bên trong đựng axit. Không nói nên lời, hắn đổ thẳng chai axit từ đỉnh đầu xuống toàn bộ khuôn mặt của gã đàn em và giải thoát cho Tuấn. Chân tay gã bị trói chặt, lúc này gã chỉ còn bát lăn lộn, giãy giụa trên nền đất, rồi gào thét trong đau đớn tột cùng. Hắn lăn lộn, bò chuồn, thậm chí là mài mặt xuống đất, như một con đỉa vùng vẫy trong chậu vôi sống đang bốc khói. Tiếng kêu gào của gã làm cho những tên giang hồ máu mặt có mặt tại bãi đất cũng phải rùng mình nuốt nước bọt. Chỉ riêng Cương Sáu Ngón đang chăm chú nhìn một cách thích thú. Hắn dường như thỏa mãn trước nỗi đau thể xác mà hắn vừa gây ra cho người khác. Một lúc sau, hắn ngoắc tay ra hiệu cho tên đàn em của Cương dội luôn một can nước vào người gã đang quằn quại đau đớn vì bị tra tấn kia. Những tưởng đó là nước, nhưng khay thì cái thứ nước đó được đổ ra từ trong can. Lập tức bốc lên cái mùi nồng nặc của xăng. Tuấn gào lên: Cương, mày điên rồi, nó không đáng phải chết, dừng lại đi. Cương trợn mắt nhìn Tuấn rồi cười khẳng khẳng: Điên á? Tao nghĩ nếu để mày giết tao thì mày còn dã man hơn thế này đấy. Mày muốn cứu nó phải không? Được thôi, giờ mày quỳ xuống lại tao ba lại, tao sẽ tha cho thằng này. Sao nào? Cả cuộc đời của mình, Tuấn chưa bao giờ quỳ lại trước bất kỳ một ai. Bản tính hiếu thắng, liều lĩnh, không sợ chết đã ăn sâu vào trong máu của Tuấn ngay từ khi còn nhỏ. Nếu phải nói quỳ trước một ai đó thì chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Tuấn. Cương gào lên: Quỳ xuống thằng chó, mày muốn cứu nó mà, quỳ xuống cho tao. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê. Một bộ truyện rất hay và hấp dẫn, có tựa đề là Lửa Đen hay còn có cái tên quen thuộc đó là Gì Ghẻ, phần 4. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi cuộc ẩu đả lịch sử này giữa Cương Sáu Ngón và Tuấn sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Phần 5 sẽ được phát sóng vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh Chị Giọng quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình đã kết thúc. Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.